Theo thông tin ban đầu, vào ngày 8 tháng 3, một người dân ở xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, trong lúc đi trên bãi cát ven sông Đuống, đã bắt được một cặp ba ba lớn. Trao đổi về sự việc này, ông Lê Văn Hân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đình Tổ xác nhận sự việc trên và cho biết, sau khi một người dân ở thôn Bút Tháp bắt được hai con ba ba, người này đã bán lại cho nhà hàng với giá 1 triệu đồng một ký. Ông Hân cho biết, cặp ba ba được bắt trên bãi cát ven sông Đuống nên rất có thể cặp ba ba lên bãi cát để đẻ trứng. Được biết, cặp ba ba mà người dân bắt được có tổng trọng lượng 50 kg, trong đó một con ba ba nặng 28 kg, một con nặng 22 kg. Về vấn đề này, Phó Giáo sư Hà Đình Đức, người từng có nhiều năm nghiên cứu về rùa hồ gươm, thành viên quốc tế bảo vệ các loài động vật và thực vật quý hiếm cho biết. Sau khi xem qua ảnh, ông nhận định cặp ba ba người dân bắt được thuộc loài ba ba Nam Bộ hay còn gọi là cua đinh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.